liều mạng Tác giả Hồ Văn Khuynh Tôi viết đoạn văn này để ghi nhớ những giây phút vừa hồi hộp vừa lo âu trên quãng đường từ Sài Gòn về Quy Nhơn trong mùa hè năm 1974. Trước Tết một tuần lễ, anh Lê Quang đang định cư tại tiểu bang Oregon gọi để chúc Tết và tâm sự chuyện đời binh nghiệp anh nghe tôi viết nhiều bài trên Facebook nên anh muốn tôi viết để ghi lại một kỷ niệm khó quên của hai chúng tôi cách đây 50 năm. Anh chủ động lấy tên câu chuyện Liều Mạng. Thoạt đầu tôi thấy cũng rất khô khan nhưng nhớ lại đây là một kỷ niệm không kém hải hùng như ngoài trận địa, nên ký ức được tuôn trào. Những ai cỡ lớp tuổi trên 70 là người từng sinh sống ở Quảng Ngãi trước năm 1975, chắc không lạ gì cái tên Thiếu tá Lê Quang từng phục vụ tại Sư đoàn 2 Bộ Binh, hoạt động tại Quảng Ngãi. Tôi gặp anh trong trường hợp hy hữu. Anh được sư đoàn chọn là chiến sĩ xuất sắc và tôi được quân khu 2 gồm 12 tỉnh của vùng 2 chiến thuật chọn là chiến sĩ xuất sắc về Sài Gòn dự lễ 19 tháng 6 năm 1974 và sau đó được cùng chọn đi tham quan ở Trung Hoa Quốc gia Đài Loan trong 10 ngày. Nhờ có thời gian dài bên cạnh, nên hai chúng tôi tha hồ trúc bầu tâm sự về chiến trường. Cũng nhờ vậy tôi biết được anh tốt nghiệp khóa 1 trên 68 trường Bộ binh Thủ Đức. Khóa đàn em của tôi nhưng anh đã mang cấp bậc thiếu tá từ tháng 11 năm 1973 trong một trận ác chiến với lực lượng chính quy Cộng sản tại Sa Huỳnh. Đời binh nghiệp của anh ba lần đặt cách tại mặt trận. Trên thân thể anh không dưới 30 vết thương lớn nhỏ. Anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi, nhưng to cao, trông rất oai vệ của quan nhà binh ngoài trách nhiệm vùng đất Quảng Ngãi. Đơn vị anh bách chiến bách thắng, nên có thời gian khi chiến sự ở Thừa Thiên căng thẳng. Đơn vị anh đã phải tăng phái cho sư đoàn 1 năm 1972. Anh là một vị tiểu đoàn trưởng danh tiếng của sư đoàn 2. Đơn vị anh đến đâu là địch quân phải hứng chịu những thất bại khôn lường. Vì vậy, cái tên Lê Quang đã in sâu trong trí nhớ của đối phương mãi đến tháng 3 năm 1975, trong một trận giải tỏa căn cứ suối đá Phước Tiến, Quảng Tính. Anh bị thương nặng và đang trong vòng vây của địch. Nghĩ mình không thể sống nổi, nên đã đuổi tất cả thuộc cấp từ tìm đường thoát thân. Một mình bò ra con đường mòn tiên phước tam kỳ để nằm chờ chết. Nhưng Phật Thánh đã phò trợ anh được dân chạy lánh nạn dùng võng khiên qua vùng cộng sản đang chiếm giữ dân đã đánh lừa đây là người nhà bị thương đưa đi cấp cứu anh đã thoát khỏi tử thần lần này sau đó tự túc tìm đường về điều trị tại tổng y viện cộng hòa khi miền nam hoàn toàn thua cuộc có người từ sài gòn về quảng ngãi chỉ điểm cho cộng sản sự hiện diện của anh ở tổng y viện nên hai cán bộ cộng sản ở Quảng Ngãi đã bắt mẹ của anh đi theo về Sài Gòn, nhận diện anh và buộc anh phải về Quảng Ngãi trình diện học tập cải tạo. Anh đã trải qua 21 ngày bị tra đánh liên tục, thừa chết thiếu sống. Cha mạ nhìn không ra mặt con. Có lúc ngất xỉu tại trại F7A, Sơn Tịnh. 14 năm sau thì anh được thả về với một phế nhân. Cuối năm 1993, anh được đến Hoa Kỳ theo diện HO30. Đã một lần vợ chồng anh về thăm quê. Những người tra khảo anh năm xưa đã theo bác đi mô không rõ. Lớp trẻ tuy không chứng kiến những ngày tháng diệt địch của anh, nhưng tiếng tâm của anh vẫn còn vang dội trong mảnh đất Quảng Ngãi nên họ cũng đã tìm cách hạch hỏi anh những điều bâng quơ. Chắc là muốn biết chí khí của một sĩ quan ngụy và muốn chiêm ngưỡng dung nhan của anh. Tháng 3 năm 1975, tôi chờ đón gia đình tại cảng Vũng Tàu. Gặp ai từ Quảng Ngãi vào, tôi cũng đều hỏi tin tức của anh và biết được anh đã bị thương nặng. Cách đây chừng 5 năm, trong một buổi thao giật bóng bàn. Nghe giọng nói quảng ngãi, tôi bắt chuyện và biết được anh đã đến Hoa Kỳ. Từ đó hai chúng tôi liên lạc thường xuyên. Anh thường gọi tôi đầu dây là ông thầy và xưng em. Tôi nói thiếu tá mà xưng em với đại úy sao? Thể thống quân giai nghe nó kỳ lắm. Nhưng anh nói, trường đời Ông anh vẫn mãi mãi là ông thầy. Thế là anh kể nhiều chuyện mà tôi đã dìu anh vào những cuộc vui ở đất Sài Thành mà anh chưa từng trải qua. Nào là phòng trà, bia ôm, tắm hơi, cine. Khi từ Đài Loan về, tấm cục chiến tranh chính trị dành ưu tiên cho chúng tôi những vé máy bay quân sự để về khắp bốn vùng chiến thuật nhưng tôi và anh trốn ở lại Sài Gòn chơi thêm 10 ngày. Tất cả mọi người được chọn là chiến sĩ xuất sắc khi được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiếp đón tại dinh độc lập, đều được Tổng thống tặng 100 ngàn. Ngoài ra các cơ quan dân biểu, Bộ Tổng tham mưu cũng tặng khoảng 100 ngàn đồng nữa. Thế nhưng trong 10 ngày lưu lại thành đô, hai chúng tôi phải đi bán dần những món quà mua sắm cho gia đình và cuối cùng không đủ tiền mua hai vé máy bay dân sự là hai thằng lính trận thừa chết thiếu sống chúng tôi quyết định đi xe đò về quy nhơn thế là hai chúng tôi lên kế hoạch tập luyện nghiêm nghỉ thao diễn trái phải quay chúng tôi thường nghe nói mỗi khi việt cộng chặn xe đò thấy thanh niên là họ hô những động tác như trên. Nếu thanh niên nào giật mình, đứng thế nghiêm hoặc quay trái phải khi nghe hô, họ xác định chắc chắn những người này là quân đội. Hai chúng tôi tập qua lại cho nhau, đến lúc khi nghe hô vẫn đứng bình thường, không một đồng tính. Khi quyết định đi xe đò, trong người chỉ mang giữ một thẻ học sinh kinh nghiệm khách hàng trên tuyến đường đi xe đò từ sài gòn ra miền trung du kích thường chận xe để kiếm ăn riêng tư ở đoạn đường rừng lá từ long khánh trở ra họ thường đi hai hoặc ba người với súng ak trong anh quang to cao có thể quật ngã một tên là quá dễ dàng với tôi tuy nhỏ nhưng lại dân bình định nên cũng có chút vốn tùy thân với hai tên thì chúng tôi không đáng sợ và cũng đã có ám hiệu để ra dấu cho nhau hoặc sống hoặc chết khi họ quyết bắt chúng tôi. Ngày N, giờ G đã đến. Với hai chiếc vali, nhờ người quen đem đến bến xe bỏ lên mui chiếc xe đò xuôi miền Trung. Hai chúng tôi lánh mặt cho đến khi xe chuẩn bị lăn bánh thì mới lên xe và ngồi xa nhau. Những giây phút hồi hộp khi xe vào lãnh thổ rừng lá, khu rừng buông rộng lớn, phía Tây kéo dài đến tận xã Long Giao, Cẩm Mỹ, phía Nam đến tận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, phía Bắc giáp Trảng Táo, phía Đông giáp huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là một căn cứ kháng chiến của Cộng sản có từ lâu. Biết rằng đang đi qua hang cọp, nhưng vẫn không nào núng cả hai ngoài chiến trận đạn chê lẽ nào lại bị đế cọp bắt sao trước khi đi chúng tôi đã có lời thề sống chết cũng không để cộng sản bắt vì vậy rất thản nhiên chỉ tùy theo tình huống mà đối phó phải nói rất tự tin phật thánh đã phò trợ cho người lành cuộc đời son trẻ nhưng gác bỏ sau lưng vợ trẻ con thơ dấn thân bảo quốc an dân. Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ mảnh đất mà Hiệp định Geneva năm 1954 đã phân chia lãnh thổ Nam Bắc rất rõ ràng. Chúng tôi không có mưu đồ xâm lấn ra miền Bắc, nhưng Cộng sản miền Bắc thì ngược lại. Vì vậy chúng tôi phải có bổn phận ăn cây nào rào cây nấy. Trên phương diện đạo đức cũng như quan niệm của Đạo Phật, chúng tôi làm đúng bổn phận của một người dân giữ nhà. Do đó, chắc chắn, đấng tâm linh sẽ luôn luôn phò trợ. Gần 10 tiếng đồng hồ, thì xe đò đưa hai anh em chúng tôi đến bến xe Quy Nhơn, Bình Định. Tôi đưa biên lai ký gửi hành lý để nhận hàng. Người lơ xe trố mắt nhìn tôi như muốn moi trong ký ức đã chỗ tôi ở đâu đây trước kia để cho anh ta khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn nữa tôi hỏi anh có khi mô xe anh ngừng ở trạm kiểm soát đồi vàng an phù mỹ không dạ có anh trả lời như rứa nhớ ra tôi chưa ồ ông là trung úy khuynh phải không em có thấy một vài lần khi ông đi ngang qua và em thường mua mấy tờ báo từ Sài Gòn đem ra tặng cho ông tại trạm kiểm soát. Nghe anh em lính nói là ông thích đọc báo hàng ngày. Nè ông, sao ông gan trầy mình? Dám đi ngang qua hang cọp vậy? Tôi cười và bỏ hai vali hành lý trên một chiếc xe lam trực chỉ về nhà ở trong ngoại vi tòa hành chính Bình Định. Như thông lệ, mỗi lần tôi đi Sài Gòn về là bà xã tôi ra trả tiền xe nhiều lần như vậy hai chúng tôi lại được thêm một đêm tâm sự sáng hôm sau tôi gọi điện vào trung tâm hành quân tiểu khu hỏi thăm về trục lộ an ninh từ quy nhơn đến tam quan bên kia đầu dây trung úy minh cho biết đã mở đường xong cách đây một giờ thế là tôi thuê xe lam đưa anh quang ra bến xe quy nhơn để hướng về tam quan và từ tam quan anh quang sẽ gọi tiểu đoàn của anh cho đơn vị đến mở đường qua sa huỳnh để đón vị anh hùng của sư đoàn hai về đơn vị hai chúng tôi chia nhau trong lưu luyến ngầm ngùi và chưa một lần gặp mặt nhau sau nửa đời người trân quý sự gan dạ của anh lê quang một trong những người lính việt nam cộng hòa xả thân vì chính nghĩa bảo quốc an dân Ngưỡng mộ bạn Lê Quang